Thôi rồi, Khang bà nội sang đây rồi. Ơi ơi ông. Khán giả lo sang rồi. Ông bị có cái mới. Không phải, cái kia nó đang trục trặc. Cái này là không phải là cái mới, cái này là cái chân tự sướng ấy. Đấy. Thì mày kia hỏng rồi chú. Cái kia nó chắc là hết pin hay sao ấy. Quên hôm qua về không sao. Hà ơi, đấy, xe nào, đây nè. À, thôi thế cứ quay vào để ông quay điểm khác. Đấy rồi, quay mặt vào thế. Đấy, đây, quay các ông đang đứng ở trên TV đây này. Ông không quay vào mặt đâu. Đúng rồi. Toàn đi. Ông quay lên tivi kia kìa, các cháu cứ ngẩn lên mà ăn. Đúng rồi. Cứ ngẩn lên tivi mà ăn. Cứ ngẩn lên mà ăn, thật. Đấy. Ông quay tivi, các cháu cứ nhìn lên tivi. Đấy. Đúng rồi. Ông Thắng chưa sang à? Ông đi bộ sang ạ. Đúng rồi. Đấy, cái chỗ nhà thờ cao cao đây là chưa tới rồi. Rồi. Ông Thắng đâu? Ông đang ngồi lại, ông đang ngồi tham ăn cùng thằng. Ông đang ngồi thằng. Ngồi đây. Ngồi đây. Vâng ngoại. Vâng ngoại ngồi thẳng chỗ đây. Thế nên. Ủa, con thuốc. Đi đây chưa? Đã. Con. Nó ăn đâu ạ? Không ăn. Vừa ăn rồi, không phải vừa ăn, vừa ăn. Mẹ bảo mang cho kim thờ quên. Cả một cái tòa nhà nó cao này, mình là ở ngoài trong phòng rồi. Ông quỳ cùng ông bom gì vậy?
Bia đây. Bia đây bác. Bia vậy. Bia hơi. Còn hôm nay uống cái này cho nó tăng sinh cốt đây. Rượu ngon này. Rượu ngon này gặp bạn hiền. Rượu cỏ à? Mời các ông các bà nhé. Sấm đi đâu yên ái được đâu về uống rượu cỏ cơ đâu cỏ kia nhưng mà phải pha biết tí gì mình chưa tí đây rồi na na bố cho mẹ đấy. Dạ, nhưng thắc cơ mà. Đấy. Chưa ngấm. Rượu này mới ngon này, bỏ ra cái này này. Dọn kẻ ra. Đúng rồi, ở nhà bà uống cái này thì mới lấy này, mát. Thế vâng, rượu cỏ chú ạ. Rượu thuốc viện này. Đây ông nước là chưa uống, ông nói bảo đi chắc đến cho ông 10 chén để uống thắt. Rồi. Ông vậy thì ông này ngâm mấy năm rồi. Chặt cái gì? Ngộ lắm. Để có bà đâu? Cho bà một ly để uống lên làm giãn xương cốt luôn. Uống nếu mà nào nâng cái này là sâm mùi sâm mà không mùi sâm là nó vừa nó không để uống cái này đó cái này không chú ơi chú cứ đổ lẫn vào đi uống cái này đang không tí chú ơi không uống đâu đổ lẫn chú đổ lẫn mà một cái đấy bôn rồi ba cái bia ơi cái này không bỏ ba không cái đấy mười độ mười độ bia bình thường cái ngồi rồi. Đây. Rồi. Không. Để tí tiến có ý kiến chứ. Đây hôm nay có ông các bà cả lợi cả ngoại cả các cháu đến đây là để dự tiệc, nhưng mà dự tiệc gì thì để cho tí tiến nói chưa. Thực ra là tôi cũng chưa nắm tinh thần tiệc gì đấy. Mới đi từ sáng đến giờ mới về. Ông không hiểu sao? Đấy. Đang điên mải. Ừ đấy. Mải mải thì ông khác không? Ừ. Nam là Nam, nó đặc biệt là đến là Tiến ăn. À. Đấy. Tiến chú có ý kiến. Đúng rồi. Chủ nhà chứ gì? Mai mai ăn bù không ạ? Mai ăn gấp đôi. Mai ăn gấp đôi. Buổi mai là xong. Mai cứ làm xong đi. Mai làm xong là gấp đôi. Tất cả cả nhà đến là. Đúng bà rồi. Đấy. Cho hai cái ngành cái sân. Ba cái thành. Nhưng mà làm ngành đó. Thì là phải làm sao nhỉ? Không biết là ông biết làm kiểu gì không? Tuyển những giáo sư, kỹ sư xây dựng thì làm sao mà chạy được. Ông thắng bảo. Nát kiểu này. Chạy hố nước đó. Ông đưa đầy dây tăng. Ông phải nát ra nhiều mình nhiều à. Thầy giáo ấy hỏi rồi. Ôi, không ai chỉ thả. Nói chuyện gì thả có cô ngoại nói cười phết đi. Rồi rồi, cái này phải không ấy. Tức là đi rất từ từ và không ấy thì cái này nó không như cái tay kia. Đấy, thế thôi. Cứ... Ông mang chạy không? Ông mang chạy. Chạy hết pin, thông cảm, nay gym hết pin. Đúng rồi, đi làm từ sáng giờ. Thế nói biết, ý là ông ngoại rồi ông ngoại to lắm. Chả mà. Ông ngoại to lắm. Ờ, ngoại to ngay. Còn tiếng thôi ngay.
Anh vô còn một chén đâu. Dọn về không biết để đâu hết. Không đi uống tạm chén đi. Đây này. Chén trà xong tí rửa này. Không rửa rồi. Ê, ôi chén này có chén chứ. Đấy, chén này mà. Không quá. Gì phải rửa đi. Cho bà hiểu. Nước xong. Bình yên kiến. Có nhờ ý ông Hải không ạ? À? Chưa. Có nhờ chưa? Hay này để cho ông thắng ra. Đây rồi. Được rồi. Chờ ông thắng. Thắng để hô cho nó phấn khỏi. Thiếu ai nào có ông ạ? Chưa có ông. Chưa có ông ngoài có. Thôi để ông ngoài tăng hai này. Ừ. Tăng hai. Tăng quá. Mày nóng chưa? Chưa. 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 Nguyễn Bình, hôm nay có ý kiến gì không? Hay là Dương đây là Dương nghĩ đây nhỉ? Thôi anh phát biểu đi tí, ông ta không biết. Hôm nay là con mời các ông bà lên điện sang đây, hôm nay con chuyển sang nhà mới. Các ông bà dùng bữa cơm với nhà con, dùng bữa với nhà con. Hết đấy, chén đầu mừng phấn khởi nhà mới là hết thì mới đầu thu chui rồi đấy. Thôi chưa không uống đâu. Về đây nha. Rồi. Lần đầu tiên con uống đấy. Đúng rồi. Phấn khởi tối nay phải uống đấy. Có lái xe không? Mày nãy được mà. Ôi, gần đây. Mày nãy được. Mày nãy được. Gần đây rồi gần đây. Ông biết mình có hai tay. Để cho ra góc này. Ờ. Chính vào. Ra góc này. Bia không được quay đến nè. Chuyển đấy. Tiền không đi ngay đây nhà con. Hả? Đi bộ về. Uống cái bia không đổ. Ơi, mở cửa. Con đang mở. Ông đến rồi. Ông nghe tiếng chưa? Làm sao mà ăn được ông đâu. Ông chờ tí. Ông nắm chị quá đấy. Còn hai ông ngoại một tuổi. Không biết là cô ngày hôm quần lộn ở đây là còn may mà cô mang không mất. Nên là tối về tầm ra cho các đi là phạt hai ông về Tây ấy. Là đi vào đây vào cái chỗ ở cái chỗ bầu là như này này. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn. Cảm ơn ông ngoài bàn cơm. Ông về mời ông ngoài. Ông ngoài mang cái này sang để đây chưa đã à? Không nghe đúng cười này, gọi không nghe. Chỉ có điện thoại. Điện thoại. Vẫn bảo để xem là ông ngoại hay chưa vậy cả. Tiếng mà ông thang ông gọi là nghe tiếng. Cái cửa kia hên hén rồi. Mở thì đi ở trong này. Đúng rồi. Đang kít bưng lên. Không có. Không ai thấy đâu. Vâng. Ông cũng sử dụng cái này. Rượu rồi. Không đúng cái nào. Hôm nay mình đứng ra, mình đứng ra. Nó cũng kỳ đông vậy. Hôm nay cho em sao? Rồi, nhiều. 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 Rồi, riêng ngồi xe vào người ta toàn này là bà cảnh cáo
cái này được ngâm được đấy, là phải ngâm nụ kia, món kia đó, cái gì đấy thì bỏ, cái đấy, nụ nó, nhà dùng chứ có nụ không? Vâng, nó ai muốn là cũng nhà dùng của ai không? Không đặt của cái này bên khác không nhỉ? Cái con này có một cái lọ này, bằng lọ nhà bằng bánh bằng lọ này này. Hơn. Ngọ cả một cái nó dài gần nó nụ nó như ở cây cây nhà thông này càng lấy cũng to bởi vì ra ấy. Nào nó to như kiểu cái ấy không ấy. Đây cái đầu họ hoa xuống đây. Vâng, nhưng mà đây thì đâu, đây là chỉ có cây. Nghe anh em đi mà mua biểu diễn cho. Ông mua xe đây cho. Ông mua đâu? Không được mà. Ông mua theo đó. Thật sai. Thật sai. Ela disse que é por malu. Anh em phát ra là sushi của nó luôn à? Chúng từ bên kia sang với các ông thì đã gặp các cháu nhiều rồi.
Đấy, hôm nay nhân tiệc vui cháu chuyển này là nói hết là chúc mừng các cháu đã ăn nên thành ra đấy. Đấy, đó là xin chúc mừng các cháu từ giờ đi sức khỏe rồi sao rồi thì làm ăn càng ngày càng tới. Các cháu nhớ được đạt thì khỏe mạnh và hành ăn rồi nhân tiện đây cũng có lời chúc sức khỏe các bà thông gia nhà ta từ xuân hòa sang đây và chúc các cháu luôn luôn trẻ nhá. Chúc mừng hai con sống sớm về nhà nhá. Ở đây ok. Chưa nào hết đây này này hết. Con hỏi vẫn khỏi gì quá kiểu bảo luôn cho cháu cho đi. Vâng. Ôi này sang đây mà được làm cái nghề này nếu có tìm nữa. Ui giời, bây giờ đang bảo sang đây cái xây dựng không biết có ai mượn không. Chắc đang làm chuyến nữa chứ nhỉ? Ừ, đi kiếm. Đúng, hay là tao hầu cái gói làm mua là đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Sửa xong bọn đâu nhà anh Chiến thuê bọn nó làm đấy là 200.000 chưa có một cái gì cả. Vào tầm ba bốn trăm chưa thì nó chưa rút rút này ông này rút thì nó trào bỏ cái cát này đi còn đâu làm gì vật liệu mua là tính tiền đâu chưa chắc làm được giống ông đủ không nạp ra là anh tranh trầu đấy đấy đúng là nạp thôi đúng mình nạp đâu mình nạp chắc đâu thành ngược đây sao nạp này không chứ đây sao đấy cái gì mà con tổng kết một lượt để các máy để ăn là đòi công cất đi là được mà cái này là gì ông ngủ gì đâu không có nghĩa để tắt máy máy quay đi đấy ông nói đó kỹ thuật gì ông có ý kiến đó còn các ông có ý kiến nào thì để cháu nó vào đốt thì chú ông phải không ra cho bà đúng không đó rồi tiến nó dẹp ra đây thì có nước dẹp à dẹp tiếp đi muốn ngày ngày vui hả không say không về à đúng. Ôi giờ tôi thắng ở gần đây chỉ chợ không xa tôi ai đi đâu tôi đi mình đi đâu mà nó ừ thế được rồi ông thắng một tiếng mai là vẫn không làm không uống không uống ông kiên thuốc còn làm đâu các hôm nay ông còn nhả rồi.